Ai không nói chuyện mưu dùm Vân đó. Ok. Vân đang phát sóng trực tiếp cho nên là Vân cần các bạn đừng có cầm máy mà chạy vòng vòng, mình sẽ rất là mất tập trung. Và cái nhóm tâm linh này các bạn cũng biết là Vân mở ra để làm cái gì. Có ai không biết là lý do tại sao mình vô đây không? Vân sẽ khóa không cho bạn vô nữa nếu các bạn vô trễ. Có ai không biết là lý do tại sao mình bị hay mình được vô đây không? Được chứ không phải là bị. Có nhiều người bị vô chị tại người nhà thấy hay quá, cái ép họ vô, thấy họ vô mà họ không biết vô đây đã làm gì. Đó là bị. Vô đây làm gì không biết nữa. Ok, cho nên là vô các bạn mòn. Vô tò mò, vô đây mòn thôi. Cái nói Vân nó kỳ làm gì kỳ cục quá. Thôi chạy ra cái bắt đầu nói mang khẩu nghiệp. Cho nên nhóm này đó là cái nhóm tâm linh. Và Vân muốn các bạn biết rất rõ, nếu mà các bạn không có phải là nằm trong cái nhóm này, các bạn không cần phải ngồi đây. Vân mở cái nhóm này để hỗ trợ cho những bạn mà đang tu tập tinh tấn nha. Đang tu tập tinh tấn, thứ nhất. Thứ nhì nữa là hỗ trợ khuyến tấn nhau tu tập. Vân không có giỏi, Vân hoàn toàn không biết gì hết. Vân chỉ biết là mình cố gắng mình tu để mình có thể tìm được an lạc trong đời này và giải thoát trong đời sau. Và đó là cái mà Vân đang làm, đang hành. Và Vân rất là muốn mình cùng nương tựa nhau để mình có thể đạt được những cái gì mình muốn. Đó là mục tiêu của mình. Và bên cạnh đó, nếu mà Vân có thể hỗ trợ gì về bên đường tu tập của mình thì Vân có thể hỗ trợ và trả lời những câu hỏi của các bạn nếu trong tầm tay Vân có thể. Và giống như Vân nói, nếu mà các bạn thấy cái nhóm này hay quá mà các bạn cộng người nhà các bạn vào, bạn bè các bạn vào mà họ không biết cái nhóm này là cái gì thì Vân khuyên các bạn không nên cộng vào nhé. Vì cái này hay với bạn thôi, nhưng mà chưa chắc gì hay với cái người mà mình muốn cộng vào. Cho nên là cộng họ vào thì Vân cũng chấp nhận, nhưng các bạn cần phải biết cho người ta hiểu là đây là cái nhóm tu tập, chứ không phải là vô đây là cái nhóm ăn chơi hay là cái nhóm kinh doanh hay là cái nhóm gì đó ha. Vô đây có nhiều người ta không hiểu tâm linh là cái gì. Người ta vô đây người ta thấy mình tự nhiên Vân hứng lên, Vân trục dông linh một cái, người ta mất hồn, người ta bỏ chạy, người ta nói Vân này kia nó mang nghiệp thì tội nghiệp cho người ta nha. Ok rồi, trước khi mình actually là mỗi tuần thì Vân muốn gặp quý vị một lần để mình có thể trao đổi Phật pháp hay là những cái gì đó hay mà mình được cảm ứng, hoặc là những cái câu hỏi gì đó mà mình đang tu mà mình rút mắt hay là cái gì đó, thì mình cùng cởi mở với nhau để mình có thể tiến xa hơn trong bước đường tu tập của mình. Thì không biết là ai có câu hỏi gì hay là có cái gì đó mà các bạn cảm thấy mình đang làm mà mình an lạc, thì mời các bạn có thể chia sẻ, cùng nhớ chia sẻ để mọi người có thể an lạc. Các ai có kết quả gì tu tập hay không? Trong nhóm này có phải là các bạn đang hành trì điều đặn mỗi ngày hay không? Nếu mà có hành trì điều đặn mỗi ngày thì các bạn bấm số 1 dùm Vân. Nếu không hành trì điều đặn, nếu mà ngày có ngày không, vẫn hành trì mà ngày có ngày không, các bạn bấm số 2 dùm Vân nè. Có thể cho Vân biết là sự hành trì của các bạn như thế nào, tu tập như thế nào. Ok, wow, nhiều người bấm số 1 quá, giỏi quá. Ok, mình sẽ khóa cái Zoom này, không cho mọi người vào nữa nha. Ai vào trễ sẽ không vô được nữa. Một khi mà các bạn comment rồi Vân không thể khóa là sao? Ok, yes. Lock.
Ok, phần đã khóa cái Zoom rồi. Ai mà bị rớt là sẽ không vào được nữa. Ok rồi. Số 1 rất là nhiều. Giỏi quá. Còn những người không bấm thì là sao? Em đều chị, nhưng mà em biết bấm ở đâu. Em bấm hàng chị đều, em biết bấm ở đâu. Ok. Các bạn nào biết bấm, các bạn có thể chỉ cho bạn Nga bấm không? Nga vô cái chỗ participant á, participant rồi cái nhấp vô cái nút đó, cái nó hiện lên cái tên của mình, cái mình nhấp vô chỗ chat ở dưới góc bên bên trái của dưới màn hình, nó có chữ chat đó, rồi mình nó sẽ hiện số lên, mình đánh số vô. Chị vô chỗ participant ở cái góc cuối của cái màn hình của mình á, cuối bên phải mình có cái chỗ participant, chị nhấp vô đó xong rồi chị chỉ thấy một dọc cái tên, chị nhìn phía bên bên góc trái ở dưới Rồi, nó thấy rồi, có thấy cái rồi. chat đó chị. Bạn ấy đã thành công. Bạn ấy đã làm được rồi. Okay. Xong rồi chị, em cảm ơn. Không biết thì phải hỏi. Muốn giỏi thì học. Không biết thì hỏi. Thấy không? Hỏi mới biết đó. Okay, bây giờ mình có 13 bạn. 13 bạn. Trong khi mình đang có 21 bạn trong này. Thì cho Vân hỏi. Còn 13 bạn, còn lại 8 bạn hả? 7 bạn. Còn những bạn không bấm thì sao? Không biết bấm hay là không có công phu gì hết? Chắc cái mấy người đó đi đang đi lộn nhóm rồi đây. Chị ơi, em Kim Ngân, Ok. em vừa giờ bắt đầu mới vào, em không hỏi hiểu câu hỏi là gì cho nên là em không có bấm. Hên quá, em vừa vào chị vừa khóa cái Zoom. Em vào rồi, thế chị bảo bắt đầu bảo là khóa. Ok. Câu hỏi là các bạn có công phu đều đặn hay không? Mỗi ngày đều đặn thì bấm số 1, còn nếu không bấm số 2. Ok. Và nếu các bạn không bấm thì các bạn không không hiểu câu hỏi hoặc là như thế nào vẫn không biết luôn. Chắc các bạn đi lộn nhóm. Ok rồi. Vân cần ở các bạn đó là Vân rất là muốn theo sát những cái bạn đang hành trì, đang tu tập. Ok, mình theo sát để mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cùng khuyến tấn nhau để tu tập. Và bản thân Vân thì thật sự không có giỏi, nhưng Vân cũng cần nương các bạn mình cùng nương với nhau để mình đi nhé. Hy vọng là mọi người nghe Vân rõ, tại vì cũng vẫn còn một số người không bấm. Ok, rồi bây giờ cho Vân hỏi nè. Câu hỏi kế tiếp là lý do tại sao mà mình không công phu đều đặn. Mỗi ngày nếu mà mình kẹt dữ lắm thì mình cũng được một ngày hai thời, 10 hơi thở. 10 hơi của tiếng A Di Đà Phật có được không? Cứ hít một hơi là 10 câu niệm Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật là một. Và mình sẽ đi 10 hơi như vậy là một thời công phu ngắn gọn của mình. Chỉ trong vòng có 1 phút mấy à. 1 phút à. Là mình đã xong rồi. Thì không có lý nào mình không có thời gian 1 phút trong vòng một ngày. Hay là một ngày hai thời thì là 2 phút. Mình có thể làm điều đó được không? Các bạn, những bạn mà đang bấm số 2 hoặc là không bấm, các bạn có thể cho con biết là mình có thể làm đơn giản như vậy được không? Ok. Ok. Mọi người muốn nói chuyện thì mở cái mute nha, mở cái mic của mình nha. Vân muốn cho các bạn biết đó là
mình cái phần tâm linh mình rất 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 là quan trọng trong cái cuộc đời của mình, và mong muốn các bạn coi nó nghiêm túc. Tại sao cơm áo gạo tiền đi làm mình coi nghiêm túc như vậy, mà cái phần quan trọng nhất 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 nhất, nhất của cuộc đời của mình, của bảo vệ huệ mạng cho mình, mà mình không coi nó là nghiêm túc. Và đây là chìa khóa để các bạn có thể mở cửa trong tất cả các cửa mà mình muốn. Bác hai mà làm cái điều bác hai sử dụng cái cứu như là làm đấy. Cho nên Vân cần các bạn phải nghiêm túc trong những cái này. Có thể là các bạn mới chưa có đều đặn, mình cần phải gieo cái hạt giống, gieo cái nhân, gieo cái hạt giống ngay tức khắc liền bây giờ. Đừng có để quá muộn, vì Vân đã chứng kiến rất là nhiều cái ca đột ngột ra đi. Mình không thể nào nói là mình có thể sống tới già tới tới thọ các bạn. Và đây, trong lúc mình còn khỏe, mình cần rất là cần, rất là cần. Cần lắm lắm luôn. Và nếu mình nói mình muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thành công trong lĩnh vực gia đình, hạnh phúc gia đình, thành công trong trong lĩnh vực ngoài xã hội, mà nguồn gốc của nó bắt đầu từ sự tu tập của mình, bắt đầu từ cái phần tâm linh mà các bạn không bắt đầu, các bạn đang xây nhà trên cát. Xây nhà trên cát rõ ràng. Cái gì các bạn cũng muốn hết á, mình cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn có cuộc sống sung túc, muốn có cuộc sống giàu có giống như người khác, cái gì muốn cũng được hết, cái gì cũng muốn hết. Thật sự các bạn chỉ lo xây nhà, nhưng mà nhà trên cát không à, cái nền móng nó không có vững, và nó bắt đầu từ cái phần tâm linh nó ra đây nè. Làm phước bố thí cúng dường tu tập, làm nhiều chuyện thiện, nên trích một phần tịnh tại của mình để làm đi. Tháng 7 là cái tháng, phải nói là cái tháng để mình có cơ hội làm công đức nè. Và cái tháng này là cái tháng phải nói là còn rất là mê tháng 7. Không phải tháng 7 là cái tháng cô hồn các bạn, yes dĩ nhiên, nhưng mà tháng 7 là cái tháng mình có thể làm rất nhiều công đức, đặc biệt là cúng dường chay tăng. Và cúng dường thì các bạn cứ cúng dường đi, các bạn đừng có nghĩ là cúng dường ông thầy này không có thật, ông thầy kia không có thật, ông thầy nọ không có thật. Mình nên cúng dường đi, đừng có dùng cái tâm đa nghi của mình để cúng dường, để bố thí, thì chắc chắn là kết quả nó sẽ không có nhá. Làm được cái gì thì cứ làm đi. Và tháng 7 này là cái tháng du lan báo hiếu, làm tất cả những công đức. Mình nói mình thương cha mẹ mình thương ông bà của mình, thì đây là cái tháng để mình báo hiếu nè. Mình có thể làm nhiều công đức để mình hồi hướng công đức cho họ, để họ có thể sống khỏe, sống sống thọ. Và những cha mẹ ông bà quá vãng của mình cũng hưởng được công đức của con cháu, là bản thân của mình làm, cha mẹ mình cũng hưởng được một phần. Cho nên đây là cái tháng báo hiếu, trong năm chỉ có một lần, này là cái tháng mình có thể làm rất nhiều công đức để báo hiếu cho cha mẹ của quyền thất tổ ông bà của mình. Và bản thân của mình cũng nhờ vậy mà phát triển về mặt trí tuệ, tịnh tài trí tuệ. Và nhớ là không có cái gì quý bằng cái trí tuệ của mình hết. Mình có trí tuệ thì mình mới phát được, mình mới sáng được trong tất cả các lĩnh vực. Còn mình không có trí tuệ thì sorry, mình làm cái gì mình cũng cũng âm u hết trơn, thì làm sao nó hiện hết trên cái mặt của mình. Tại sao mà vẫn nói vẫn cần vẫn còn thấy cái mặt của quý vị, vẫn nhìn từng khuôn mặt là vẫn đã thấy được là khuôn mặt của quý vị, là quý vị có tu tinh tấn hay không á, có tin không? Vẫn nhìn khuôn mặt của quý vị là vẫn thấy được là quý vị. Mình không phải nói mình là thầy bói, Vân không phải nói là thầy bói. Nãy Trinh nói Vân đổi nghề làm thầy bói hả? No. Người ta nói tâm sanh tướng nha. Cái mặt mình nó hiện ra hết. Những cái gì trong lòng của mình, trong tâm của mình á, những cái gì mà mình làm á, những cái gì, cái phước hay là cái phước hay là cái nghiệp của mình á, nó hiện hết trên cái mặt của mình á. 80% là cái mặt, còn phần còn lại là cái tướng, hoặc là có thể nói là 60% là cái mặt, 40% là cái tướng của mình. Cho nên hỏi rài là
Không ra là Vân lên lên ký cho nên Vân phải coi lại mình đang ăn ở như thế nào mà cái tướng của mình bắt đầu phì. Cho nên thật sự ra mình ăn nhiều quá nó phì. Ok, đó là những cái mà Vân rất 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 là cần, lý do tại sao mà mình muốn gặp mặt các bạn mỗi một tuần một lần như thế này. Vân muốn nhìn những khuôn mặt này và Vân hy vọng những khuôn mặt này sẽ cùng Vân đi hết cả cái cuộc đời này để xong hoàn tất cái nhiệm vụ của mình và để mình sẽ gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về nhà của mình. Mau mau hoàn tất nhiệm vụ này để về nhà. Đó là cái Vân muốn. Ok, có ai có câu hỏi gì cho Vân không? Về phần tâm linh. Các bạn có câu hỏi, các bạn mở mic nha. Em có thể mở cái mặt của em ra cho chị coi được không? Em đang thay đổi chuẩn bị đi ra ngoài á. Từ từ, từ từ, từ từ. Ok, tiếc rồi, bên em ồn quá, chị không nghe được. Nói chuyện thì ngưng, ngưng. Nói chuyện thì ngưng thay đồ chút xíu được không? Ok, dạ, Nói đi em. Em tính hỏi là cái kinh Dương Lan Báo Chí, cái kinh đó mình có tụng trong tháng này không chị? Đã nói tháng này là tháng báo hiếu thì mình tụng kinh báo hiếu chứ tụng kinh gì trời. À, em tất chỉ cả biết các chùa, tất cả các chùa đều tụng Du Lan trong tháng này. Thì mình là người Phật tử tại gia thì mình có thể sáp tùng. Bên em ồn quá em ơi, chị miêu dùm cái nha, chị miêu em nhé. Các chùa đều tụng kinh Du Lan. Ở nhà thì mình không có cần thiết phải tụng kinh Du Lan, nhưng mình cũng phải công phu đều đặn các bạn nhé, công phu đều đặn. Các chùa thì tụng kinh Du Lan nguyên cả tháng luôn nhá. Ok rồi Lê, em muốn nói gì hả? Mời em. Mọi người muốn nói giơ tay giùm Vân nhé, có câu hỏi giơ tay giùm. Chào chị Vân, chào cả nhóm. Hôm nay em muốn là nói về cái chuyện góp xây dựng phòng hộ niệm đó chị. Thì em cũng muốn báo cáo là đến bữa nay á, là em nhận được cái số tiền đó là 31 triệu 800, là 31 800, và em đã chuyển cho mùa là được 25 triệu, còn 6 triệu rưỡi nữa, 6 triệu rưỡi nữa là em chưa chuyển, tại vì có một số bạn là chuyển cứ chuyển ít 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 đó, cho nên em dồn lại một lần. Chùa thì vẫn đang xây dựng và công đức của các bạn thì em đã ghi nhận hết, và em đã ghi tên thì một số người á, thì gửi cái tin đến thì em không có nhận được cái tên, em chỉ thấy là ghi cái nội dung là cúng dường rồi các bạn thì ghi là cúng dường rồi các bạn thì cúng rồi, thì em cũng sẽ chờ là trong cái tháng này là cho gom lại hết rồi chốt lại cái số tiền để em sẽ báo lại cuối cùng, là cuối cùng em sẽ gửi lên. Em Thì cho chùa cũng đang một xây cái dựng. ngày hết hạn đi em. Cho một cái deadline đi, không có Dạ cho em họ là không có gửi nữa. của em, dạ em ghi ở trên là ngày 31 tháng 7 Tây á, là em thôi á, nhưng mà cũng có một số người là kiểu giờ mới biết á, thì chắc là em muốn là trong cái tuần tới nữa thôi là hết, để em khóa sổ. Ok. Cứ nhiều khi cứ gửi nhắc 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 là em không có quản lý được á, với lại là để em chốt lại, để em một lần chuyển á, là em đi lên em gặp hoặc là em chuyển khoản luôn là như vậy. Dạ thì có trong đây có cái chị hình như là chị Vân á, chị Vân mà cái nickname là Giang Giang gì đó, thì hôm bữa có người nhà gọi cho em. Hỏi xong rồi cái em mới nói dạ thì em đúng là cái người mà nhận như vậy, nhưng mà sau đó là gọi lại cho chị đó kêu là
tại sao nhìn ở trên cái số tên tài khoản thì là họ tên đàng hoàng, còn ở trên cái page là Trần Thanh Lê, cho nên là họ nghi ngờ. Và hình như là chị em nhờ qua đây, em có thấy trong nhóm ấy, chị Giang gì đó, chị Bích Vân đó, chị xác minh lại cho em. Dạ chị Vân đó, tên chính là chị Vân đó, là có đại diện chưa thì em không có thấy tên. Dạ. Ok, cảm ơn Trần Lê rất là nhiều, công đức bạn cũng vô lượng, và cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp mỗi người một tay để hoàn tất cái phòng hộ niệm. Và mình cũng tạm ngưng cái này ở đây đi, vì tội nghiệp bạn Lê cứ lắc chắc cứ vô mà bạn không có kiểm soát được á. Và Lê cũng có cũng phải đi làm, cho nên là các bạn mình sẽ tạm ngưng cái vụ này ở đây ha, cái chuyển khoản ở đây. Và nếu mà các bạn hôm nay có thể là trong cuối tuần này ha, chủ nhật là xong á Lê ha, chủ nhật là xong đi ha, để cho bạn ấy còn phải có công việc của bạn nữa. Ok rồi, còn em chỉ sợ là lộn lộn thôi, em chỉ sợ là nó như tuần vừa rồi em quá nhiều việc luôn, xong rồi em cũng không có thống kê lại được, em cũng sợ ghê lắm. Tại vì tài khoản của em thì em đưa cho các bạn là cũng là tài khoản em giao dịch á, nhiều khoản, thế là em sợ thử ra là chỉ vậy thôi, chỉ sợ là lộn tên của các bạn hoặc sót sau đó, nhưng mà em cũng cố gắng cũng đi, là may là nó cũng chưa bị vanh. Chỉ có một trường hợp của chị Vân đó, là không biết là chị xác minh lại giùm cho em là người nhà có gửi hay chưa, tại vì có một số tên á là không có tên, hoặc ghi là cúng dường, ghi nội dung thôi, và thường là người nhà gửi thì cái tên nó khác. Và có một số thì cũng có như của chị Lan đó, chị cũng rất là người nhà rất nhiệt tình, là có khi chuyển là gọi cho em, xong rồi chuyển xong thì em cũng có báo lại, và chị cũng có nói là người này tên gì gửi cho em, nên là em cũng rất là khỏe ở cái chỗ đó. Ok, cảm ơn em. Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không? Về phần tâm linh, có ai có câu hỏi gì cho Vân nữa không? Ok, có nghĩa là các bạn biết chính xác là mình làm cái gì để mình có an lạc trong đời này rồi ha. Dạ, tu tập trong đời sau. Cho Vân hỏi bạn Lệ, bạn Huệ Lê là ai gì? À, đang giơ tay. Ok, mời em. Ok, mà em nói đi. Em tên gì, đến từ đâu vậy? Nói đi em. Bạn Huệ Lê có nghe Vân không? Vân không nghe bên em nhé. Ok, để không mất thời gian, em không trả lời được hay là em không nghe chị cũng không biết luôn. Chị sẽ tạm khóa lại. Các bạn, nếu mà các bạn vô đây mà Vân không biết các bạn thì Vân sẽ mời các bạn ra nhé. Tại Vân không biết các bạn là ai. Bây giờ mới có một ô chắc Kim Ngân quá. Kim Ngân, mốt em để cái tên vô giùm chị nha. Apple A3. Vâng, nó là em để tên ạ. Ok, rồi, còn ai có đóng góp hay có câu hỏi hay là có cái gì đó các bạn tu tập mà các bạn cảm thấy cái sự mầu nhiệm của sự tu tập, hoặc là có câu hỏi gì đó các bạn. Mình nói là mình vô đây để nhìn mặt nhau, nhưng mà nhìn lâu quá cũng hơi chán nha. Ok, không có câu hỏi gì hết, đúng không? Vậy thì mình biết rất rõ là tháng 7 này mình cần làm cái gì ha. Cần làm cái gì, cần tu tập như thế nào. Và nhớ là tu cố gắng là tăng, chứ có đừng có bị giảm nha. Một câu niệm Phật tăng lên mỗi ngày, chứ không phải là giảm mỗi ngày. Giảm là cửa địa ngục nó sẽ mở ra rất là lớn để cho mình, chờ đợi mình nha. Mình muốn đi lên hay đi xuống đó là ở mình. Chủ nhật này Vân sẽ tu tập một ngày niệm Phật. Thì nếu các bạn nào mà có muốn thì các bạn có thể cùng
Vân mở phát sóng trực tiếp để mình có thể cùng nhau tu. Một tháng thì Vân có một ngày chủ nhật đầu tháng, và những ngày kia thì dĩ nhiên là cũng khi nào mà hứng lên thì làm nguyên ngày, còn không thì mình cũng tu tập mỗi ngày thường xuyên. Chị Phan ơi, chủ nhật này em cũng có về chùa để dự khóa tu niệm Phật một ngày á, nên không có thể nào mà tham dự với chị được. Okay. Tự nhiên, tốt quá em. Dạ. Ok, rồi chị Thanh Vân, chị muốn nói gì hả chị? Mời chị Thanh Vân. Em thấy chị giơ tay. Chị muốn nói gì thì chị mở mic nha. Ok, tuần tới, chủ nhật tuần tới là bên nhóm Diệp Phật Trường của chị tu tập ở bên này. Chị là có, em có nghe, mọi người có nghe không? Nghe chị. Có tam thời hệ nghiệm. Là đúng, như là có phải ngày rằm không em? Chắc không phải phải không? Tuần tới có phải ngày rằm không? Hình như là vậy đó, 2 tuần rồi. Bây giờ là ngày 1 tây, ngày 2 tây rồi. À sorry, ngày 2 âm mà. Đúng rồi đó chị, ngày rằm thì phải. Đúng không? Rằm 1/16. Dạ. Thứ chủ nhật tuần tới thì là tam thời niệm, thì chị là trai chủ của thời 3. Ô, trai chủ mà chọn sớm vậy đó hả? Hả? Trai chủ mà họ chọn sớm vậy đó hả? Ừ. Ok. Tại cái này lần trước, mấy lần trước thì chị chỉ có được thời 1, thời 2 thôi, cho nên lần này được thời thứ 3 rất là mừng. Thời 1 mới là thời chánh đó chị. Cái thời 1 thì chị đã rồi, thời 2 chị cũng rồi. Mà giống hệt nhau thôi, thời 2 là cái thời ngắn nhất, thời 1 với thời 3 là thời 1 là thời chánh. Cái thời 3 đấy, cái thời 3 thì lại nhiều, chị lại thích cái thời đó, cái thời 3. Dạ, tự nhiên nhé. Ok, rồi. Chúc mừng chị, khóa tu nào cũng có mặt. Bạn Lê Uyên, Lê Uyên ơi, em có câu hỏi gì cho chị hay là đóng góp gì? Mời em. Nghe rõ không? Nghe em. Nghe rõ. Nghe rõ em không? Rõ em. Em nói đi. Thì hiện tại là em đã ăn chay cũng được 1.5 năm rồi. Nhưng mà thật sự để mà tu á, là em chưa có tu tại nhà, cũng nói chung là em chưa có tu tập. Thì em theo dõi chị Vân thì cũng hơn cả 1 năm nay. Nhưng mà về việc tu tập chưa có làm được. Bởi vì nhà em ở chung với ba mẹ, thì hiện tại là cái nhà trên lầu của em á, thì đang thờ, hồi xưa đến giờ là ba mẹ em là không có theo đạo, mà chỉ là thờ, gọi là thờ ông bà á chị. Tức là trên bàn thờ thì không có bàn thờ mà thờ Phật, mà chỉ có một cái bàn thờ là thờ ông bà, rồi thờ bà Chúa Tiên. Cho nên là em không có thể mà em đặt bàn thờ Phật Bà Quan Âm ở trong đó, ở trên đó được. Bởi vì bàn thờ gia tiên quá cao đi, cho nên bây giờ em không biết cách nào để đặt bàn thờ Phật Bà để mà tu tập. Thì em muốn hỏi chị là chẳng hạn như em không có bàn thờ thì em có thể là mỗi sáng em có thể ra trước ban công rồi em tu tập, nghĩa là không có bàn thờ. Tu tập là một cái bàn thờ là một cái phương tiện nha. Có bàn thờ thì tốt, mình sẽ tưởng Phật, nhớ Phật mỗi ngày, nhìn Phật mỗi ngày, hướng về Phật mỗi ngày. Còn nếu mình không có bàn thờ thì mình cũng có thể tu tập được, có thể hướng về phía tây nha. Cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hướng về phía tây nếu mà em tu pháp môn Tịnh Độ. Và em có thể tu tập ở bất cứ nơi nào, chứ không nhất thiết phải là ngồi trước bàn thờ mới tu được. Đi đứng nằm ngồi, nhất cử nhất động gì mình cũng có thể niệm Phật. Mình cũng có thể niệm Phật, giống như bản thân Vân ngồi làm việc ở nhà, nhưng Vân bắt cái máy suốt luôn để mình vừa làm việc, vừa nghe và vừa niệm theo, vừa trì chú theo, vừa niệm Phật theo. Chứ không nhất thiết phải là em không có bàn thờ thì em không tu, hoặc là em tu không được, hoặc là như thế này như thế kia. Không nhất thiết phải là một nơi nào đó. Hoặc là các bạn mà không ở gần chùa thì cứ nói là em đâu có ở gần chùa đâu, em không thể tu được.
thật sự không phải là đi chùa là tốt, rất là tốt, nhưng không phải là phải đi vô chùa mới gọi là tu. Có nhiều người đi vô chùa hoặc là ở trong chùa cũng chưa chưa hẳn gọi là tu nhá. Cho nên là mọi lúc mọi nơi. Ok rồi, còn bạn nào có câu hỏi nữa không? Em chị Vân. Dạ. Chị Vân cho em hỏi, tầm tháng 7 nào em cũng nằm trong ban cây soạn, thì cho em hỏi là em nằm trong ban cây soạn với cái người Phật tử người ta tu ở trên trên chánh điện á, thì hai cái công đức đó bằng nhau hay sao chị? Ok, trước khi Vân trả lời câu này ha, các bạn ở trong Facebook Live, các bạn có câu hỏi gì cũng có thể bấm câu hỏi cho Vân nhé, cũng có thể nhắn cho Vân nhé. Ok, có nhiều người nói, trời ơi, tối ngày tôi phải ở dưới bếp không à, tôi không có thể nào tu tập được hết. Thật sự, hai công đức lần đó, hai công đức đó, các bạn nè, các bạn để ý ha, các bạn nếu như mình trong ban trai sổng, mình trong ban nhà bếp, mình làm, mình không thể nào lên trên tụng kinh niệm Phật được hết. Thì mình làm với một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm mình nấu cho chúng ăn đó, chúng mà tu mà mình nấu cho chúng ăn đó là cũng là đại đại phước duyên nhá. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhì đó là mình vừa nấu mà mình vừa niệm Phật, mặc dù mình không thể nào tụng kinh giống như họ, không thể nào trong ban pháp khí giống như họ, nhưng mình vừa nấu với một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm niệm Phật tha thiết, một cái tâm trì chú niệm Phật gì đó, vừa công phu vừa nấu, thì cái đó mình sẽ có hai công đức lần đó, chứ không phải là một. Còn quý vị trên chánh điện, quý vị có một công đức là tu tập thôi. Cho nên là mình có thể làm công phu mọi lúc mọi nơi, với một cái tâm quan hỷ thì ở đâu cũng có chứng hết. Có nhiều người vẫn thấy xuống bếp, cái không có người, cái không thể nào lên trên chánh điện được, bắt đầu họ nói chứ, trời ơi, tối ngày à, cô phải bị ở dưới bếp đây nè, gần ông táo hoài có tu tập được gì đâu. Còn mấy người trên đó tu xuống muốn chết luôn. Còn tôi ở đây tôi phải nấu ăn. Thật sự ra cái tâm đó không có một chút xíu công đức nào hết. Công đức của nấu ăn cũng không có, mà công đức của đang tu tập cũng không có luôn. Không quan hỷ. Cho nên mình làm cái gì nó cũng nó là cái phương tiện thôi. Mình có thể tu mọi lúc mọi nơi. Mình đủ duyên chỗ nào mình cứ làm chỗ đó. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Ok. Giống như bản thân của Vân đó, là Vân nấu ăn dở ẹt, cho nên xuống nhà bếp bị người ta đuổi hoài, cho nên phải bị lên chánh điện. Nhưng quăng ở đâu mình cũng có thể sống được hết. Vô bếp lật rau, thôi, chuyện của con trên chánh điện, con đi lên chánh điện giùm cô đi, trên kia cần con kìa, đừng có xuống đây, bị đuổi miết cho con cũng chút xíu công đức dưới này. Không, dưới này không cần con. Trong khi người ta thiếu người, người ta cũng đuổi mình, là chắc tại mình làm mình nấu ăn dở quá, người ta không cần mình. Nấu không ai dám ăn, không cần mình. Không sao hết, mình đi tìm cái chỗ nào cần mình, đúng không? Cho nên là mình phải có tài gì đó thì người ta mới tận dụng mình trong một cái ban nào đó. Thì mình sẽ phụng sự tam bảo hết mình và làm xuất sắc những gì mình đang làm thôi. Nhưng cái rất là quan trọng là với một cái tâm hoan hỷ, tâm chân thành, tâm tha thiết, con phụng sự chúng sanh, con cúng dường chư Phật. Đó là cái tâm mình cần phải có. Thậm chí chùi cầu tiêu, dọn dẹp, quét lá đa, làm những chuyện mà người khác không thích làm, đó là cái đại đại công đức đó. Đại công đức đó. Những chuyện người khác không dám làm, không thích làm, mà mình làm với một cái tâm quan hỷ, mình sẽ có công đức lớn lắm lắm. Nhá. Và tháng 7 này là cái tháng mình sẽ cố gắng tạo công đức để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Ok. Rồi, còn ai có câu hỏi cho Vân nữa không? Mời Phương, Phương Trang mở cái lò bên em. Em chào chị Vân. Em muốn hỏi là sắp tới em muốn ra biến thai nhi á, những nghệ trang thai nhi, thì em muốn là khi ra thì mình sẽ khấn như thế nào để cho các bé có thể là siêu thoát, với lại giúp cho các bé an ủi tâm linh của các bé, nên em muốn hỏi chị. Có nghĩa là em ra dung lên thai nhi của em hay là của dạ không, em ấy là em muốn làm công đức, đó là em ra em muốn quét dọn rồi
cúng thắp hương cho bé, tức là bông dân rất là nhiều bé là em muốn ra để thắp hương cho bé thôi chứ không phải là của em. Okay. Dạ, vậy là em muốn khấn khấn thế nào để cho các bé có thể siêu thoát với chị? Nếu mà em ra em thăm các bé thì em cho các bé ăn chút xíu bánh kẹo rồi ăn sữa nữa. Dạ có, em có mua bánh kẹo cho các bé chị. Và cố gắng đọc một cái biến chú biến thực biến thủy. Cố gắng biến cho nó ăn đầy đủ nha. Tại vì nếu mà ít quá thì sẽ không có đầy đủ đồ ăn cho mấy đứa bé cũng tội nghiệp, được có được không? Đồ chơi, bánh kẹo, sữa. Và bên cạnh đó thì em cứ khuyên các bé có con ăn uống no nê rồi nè, cháo lỏng, một cái tô cháo lỏng, các con ăn uống no nê rồi thì bây giờ các con nương vào tiếng niệm Phật của cô nhé, để các con được siêu thoát nha. Tại vì cảnh giới của các con rất là khổ, cô biết là con các con rất là khổ, giấc gia giấc dưỡng không có ai cúng kiến và không có chỗ nương tựa, khổ lắm. Và cô sẽ cùng các con niệm Phật, và em làm giống như cái cách của chị làm đó, em quy y Phật cho nó, xong rồi em sám hối cho nó, xong rồi em mời tụi nó nguyện vãng sanh, xong rồi niệm Phật cho tụi nó. Các con cùng niệm Phật với cô nhé, cùng nương vào tiếng niệm Phật để được siêu thoát về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì chỉ có cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cái nơi mà không còn khổ nữa, và các con lên đó các con muốn gì cũng được hết, muốn đồ chơi có đồ chơi, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn mặc có mặc. Và các con lên trên đó thì các con sẽ được gần rất là nhiều thiện trí thức Bồ Tát và Phật khai thị cho nó, để cho tụi nó thấy được cái cảnh khổ hiện giờ bây giờ như thế nào, và để cho tụi nó thấy được cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà tuyệt vời như thế nào. Và bây giờ cô sẽ cùng các con niệm Phật để cô sẽ đưa tiễn con đi. Trước khi em làm điều đó đó, em cố gắng nhờ Phật gia hộ cho em nhé. Khoan hả làm, nhưng cố gắng là bạch Phật, con tên gì họ gì đó, con hôm nay con phát tâm vậy đó, con muốn cho các em bé này siêu thoát để cho nó đừng có oán hận cha mẹ nó nữa. Thì con biết là cái lực của con không có đủ, con muốn nhờ chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con, để con có đủ nhờ chư Phật, nhờ tha lực của chư Phật dẫn đường chỉ lối cho con và các em bé này, làm sao để con có thể giúp cho họ, để họ được siêu thoát. Và con biết là lực con không đủ, cho nên xin nhờ chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho cái huệ mạng của con, để con an toàn, không có bị gì. Tại vì ngoài kia mình không biết có ai đâu, rất là nhiều quỷ thần chúng, rất là nhiều những cái vong linh mà phẫn nộ cha mẹ, hận, nó hận, rất là hận cha mẹ của nó. Và những cái vong linh đó nó sống trong cái thế giới hận thù của nó đó, không dễ nó đi đâu. Nhưng mà mình tới, mình có thể là nó hiểu lầm, mình xin tội cho cha mẹ nó hay là như thế nào đó không biết, nó có thể làm tổn thương mình không chừng. Cái này là câu chuyện của gần 10 năm trước, khi mà Vân lần đầu tiên Vân về Việt Nam, lần đầu tiên hay lần thứ nhì gì đó, thì Vân có nghe một cái nhà ngoại cảm nói về thế giới âm linh rất là thê thảm như thế nào, và câu niệm Phật họ sẽ rất hoan hỷ như thế nào. Thì lúc đó Vân chỉ có biết là Vân sẽ mang câu niệm Phật lại để cho họ được hoan hỷ, để cho họ có thể siêu thôi. Và Vân cứ thế mà cứ đi làm, và Vân cúng hết nghĩa địa này tới nghĩa địa kia, tới nghĩa địa nọ, Vân làm tha thiết luôn, bao nhiêu cái nghĩa địa lớn nha, lớn luôn. Thì khi mà Vân làm như vậy đó, cái Vân trở về Mỹ thì có một vị thầy nói là: con ơi, cũng hên là con lụm được cái mạng con về tới đây, thầy không biết làm sao mà con còn an toàn trở về đây. Xong rồi thầy mới kể là một câu chuyện của một hòa thượng đó, cúng trai đàn chuẩn tế đó. Hòa thượng nha, là cái người đại đức khủng khiếp vừa gì nhá, mà khi mà cúng trai đàn chuẩn tế làm chủ lễ của trai đàn luôn nhá. Và khi mà hòa thượng lúc mà đi ra ngoài làm lễ thì hòa thượng quên sau chìa khóa ở trong
cái phòng. Và hòa thượng tới giờ làm lễ rồi thì hòa thượng cứ đi ra. Nhưng khi mà lên đài làm lễ đó, lên đàn làm lễ thì hòa thượng trong đầu cứ nghĩ là sao chìa khóa không. Thì tối đêm đó nó về vẫn đọc kinh kệ này kia, nhưng cái tâm rất là quan trọng. Cái tâm nghĩ tới sao chìa khóa. Tối đêm đó nó về, và nó về cho một phòng, một nhà luôn. Và nó nói là ông có biết là hôm nay ông cho tụi tôi ăn chìa khóa không không? Tụi tôi không siêu mà tụi tôi lại ăn chìa khóa không không? Có nghĩa là cái tâm của thầy nghĩ về cái sao chìa khóa. Không biết là làm sao để vô phòng, không biết làm sao để mở cửa phòng này kia, cứ nghĩ tới chìa khóa. Thì thầy đó nói là hòa thượng này đã sám hối rồi, nhưng nó không tha, và chỉ trong 10 ngày nó giật hòa thượng ra đi luôn. Giật chết luôn á. Có nghĩa là ngoài kia có rất là nhiều quỷ thần chúng. Gọi là quỷ rồi chứ không phải là ma nữa. Là rất rất là nhiều năm rồi. Nó là quỷ rồi. Và khi mình làm cái gì đó phật lòng nó đó, nó cũng có một cái lực của nó hợp lại với nhau hại mình. Và cũng có khá là nhiều người bị chết không được, sống không được, quật quài quật quại, làm khùng khùng điên điên vậy đó. Cho nên khi mà Vân làm đó, là cái mà Vân còn an toàn mạng trở về đó, là lúc nào Vân cũng nói là con biết là con không có đủ lực, con rất là dở, tu còn kém lắm, nhưng cái tâm của con là con làm gì chúng sanh, con làm gì mọi người, cho nên con cầu nguyện ơn trên chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con, dẫn đường chỉ lối cho con, để con có thể giúp được tất cả những vong linh này, để họ có thể nhẹ nhàng siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và xin Ngài hãy bảo vệ cái huệ mạng của con, dùng tha lực của Ngài, mượn con để dùng tha lực của Ngài để có thể làm được chuyện này. Và là Vân lúc nào cũng nói như thế thì mới toàn mạng để trở về, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhưng Vân không khuyên là các bạn nên làm cái này nhé, tại vì có nhiều người đã bị không có xong vì không biết họ làm cái gì, Vân không biết. Nhưng cái đó là cái Vân làm. Và dĩ nhiên một câu niệm Phật họ rất là hoan hỷ để nương vào tiếng niệm Phật đó để được siêu thoát. Mình cảm thấy mình làm được thì mình làm, còn nếu không thì Vân không khuyên các bạn làm nha. Dán tu cho có lực đi, để mình mới có thể giúp được chúng sanh. Mình chưa giúp được mình thì mình rất là khó để giúp được họ. Ok, rồi Phương Trang ha, cố gắng nha. Ok, còn bạn nào có câu hỏi nữa không? Một câu hỏi cuối cùng. Con nói với cô đang giải dòng linh âm thầy để giấu giùm Vân nhé. Trong thời gian con đang giải có thể niệm Phật như thế nào? Để giấu giùm Vân, Vân đang đọc mò có thể niệm Phật như thế nào để hỗ trợ dòng linh mau dứt khỏi được không cô? Sám hối nha, sám hối với những cái vong linh mình đã làm tổn thương. Mình không biết mình làm tổn thương ai, nhưng rất là nhiều vong linh mình làm tổn thương thì mình cần sám hối, niệm Phật rồi khai thị cho họ giống như Vân vừa làm thôi. Nhưng nếu mà mình cảm thấy vong linh đang theo mình, đang làm tổn thương mình, mình không khống chế được mình, thì mình đang có quán tình hay là quán thù gì với họ, thì mình cần phải sám hối với họ để giải cái nghiệp này, rồi mời họ nương vào, khai thị cho họ pháp môn cảnh giới cực lạc như thế nào, và mời họ nương vào tiếng niệm Phật của mình để được nhẹ nhàng siêu thoát. Ok, trong Zoom mình hết câu hỏi rồi đúng không? Có khá là nhiều bạn nhắn tin Vân bên tâm linh nhưng mà vẫn chưa có trả lời được là vì không có thời gian. Nếu mà các bạn cảm thấy lâu quá Vân chưa có trả lời, các bạn có thể nhắn thêm một lần hai lần nữa nha, vì có thể tin nhắn nó trôi mất luôn cũng không chừng nữa, nó bị trôi tin nhắn nha. Ok, mình sẽ tạm ổn hôm nay ha, không còn câu hỏi nữa đúng không các bạn? Những cái này có thể giúp được các bạn không?
Bạn Phương còn câu hỏi gì nữa hả em? Phương Trang. Em muốn hỏi chị là ví dụ như mình ra biến thai nhi đó thì nếu như có hợp để đi theo mình không chị? Nếu là đi theo mình, tại vì nó thì đưa theo tín niệm Phật á. Chị nói nhưng mà em không, em khai thị mà nó không chuẩn nó sẽ đi theo em. Giống như bản thân Vân, trước đây Vân đi hộ niệm rất là nhiều. Và khi mà Vân đi hộ niệm đó là Vân hay xin xin tội cho người ta, giống như thế người ta sám hối. Và Vân lại xuyên suốt luôn. Có thể người đó không có phải là thân nhân, không quen biết gì trơn á, nhưng mà Vân cũng cũng làm một cái bàn Phật nhỏ nhỏ cái giường bệnh xong rồi Vân lại. Vân tha thế ông đó tên gì, họ gì. Sám hối tất cả những tội lỗi của ông ta và Vân cứ lại suốt. Người ta niệm Phật bao nhiêu Vân lại bao nhiêu, có thể là Vân lại 2-3-4 tiếng nguyên cả cái ngày hội niệm luôn cũng không chừng. Thì có khá là nhiều vong linh đi theo Vân. Mình không thấy được nhưng có người thấy. Và có nhiều vong linh đi theo mình vì thấy cái tâm của mình thiện, họ có thể nương vào để tu tập. Vì những vong linh ngoài kia đang rất là khổ, đang rất là dắt da dắt dưỡng ở ngoài đường ấy, họ khổ lắm, họ rất là khổ. Và khi mà họ thấy được cái tiếng niệm Phật của mình, họ hoan hỷ lắm. Và họ tha cho cái người bệnh đó, họ tha cho cái người đó. Nhưng họ thấy mình là cái chỗ để họ nương tựa được thì họ sẽ đi theo mình. Và lý do tại sao Vân biết, Vân có một người bạn, người này là đạo Công giáo, không phải là Phật. Nhưng mà bạn này có thể thấy được cái vong linh, có thể thấy được. Và mà bạn này sau này cái tâm bất chánh đó thì vong linh nó không cho tới gần Vân nữa. Và mỗi lần mà Vân mời lại nhà đó thì bạn này nói là nó không cho tôi tới. Thì có một vài lần bạn tới nhà Vân thì bạn thấy, bạn nói là ở ngoài cửa cũng có, ở trong nhà cũng có, ở trên bàn Phật chỗ tu tập cũng có. Thì bạn này sợ quá, bạn này không dám tới nhà Vân nữa. Cái này là chuyện lâu rồi, bây giờ thì nó siêu hết rồi, không còn nữa. Nhưng mà chuyện lúc đó là Vân chưa biết làm sao để siêu cho họ. Vân không biết làm sao để siêu cho họ, Vân chỉ biết là mình sám hối cho cái dòng đó thì tự nhiên quán gia trái chủ của người ta đi theo mình. Mà đi theo không có làm hại gì hết á, đi theo để tu tập thôi, mỗi ngày tu tập. Nhưng Vân không biết làm sao để siêu, để giúp cho họ siêu thoát. Bây giờ thì mỗi lần công phu thì mình cũng biết rồi. Bạn này nói xong rồi bạn này loan cái tin tầm bậy tầm bạ ra, cái tự nhiên bạn này gặp nạn. Nó ngộ lắm, bởi vì Vân mới nói là không muốn các bạn không tin Phật Pháp thì các bạn không nên phỉ báng Phật Pháp. Bạn này Vân không có nói gì hết mà ngộ lắm. Có nhiều mình không biết làm sao để lý giải cái này nha. Các bạn để ý nha, nếu mà các bạn nào mà công phu thường xuyên đều đặn các bạn sẽ có hộ pháp. Và hộ pháp cũng có, và những vong linh ở ngoài kia dứt gia dứt dưỡng thấy các bạn có tâm, họ đi theo các bạn. Và khi họ đi theo, họ muốn bảo vệ các bạn. Và những ai đó mà làm tổn thương các bạn hoặc là nói xấu, nghĩ xấu về các bạn, tự nhiên người đó sẽ bị nạn. Là tại vì một số vong linh chưa có ngộ hẳn. Và họ sẽ giống như là, phải nói như thế nào, ví dụ như cái người mà thương mình á, tự nhiên thấy cái người kia ghét mình quá, bắt đầu họ muốn ghét người đó luôn vậy đó. Thì tự nhiên họ làm tổn thương cái người đó mà mình hoàn toàn không có ý đó. Thì bạn này nói, bạn này tự nhiên vô nhà Vân cái thấy cái sợ quá không dám tới nữa. Cái bạn này nói về lo lên, nói Vân á, con Vân nó là tà, nó nuôi vong linh trong nhà để giúp nó làm ăn, để giúp nó cái này cái kia. Đại khái là nói không có đúng sự thật. Và bản thân Vân còn không biết cái chuyện đó nữa. Thì tự nhiên bạn đó bị nạn và không có làm một cái gì ra được hết, không có làm kinh doanh, không có làm cái gì được hết. Và Vân thấy mấy người như vậy. Cho nên là thứ nhất là mình là người tu tập tinh tấn mỗi ngày thì mình khẩu nghiệp của mình phải rất là cẩn thận nha. Một khi mình thoát ra cái khẩu nghiệp gì đó là sẽ có người chứng liền. Và nếu như lỡ như mình ghét ai đó mình nói chứ, con mẹ này tối ngày nó xấu tôi, chết đầu chết khuất cho rồi, thí dụ nha, coi chừng người đó chết thiệt. Hoặc là con mẹ này cái này cái kia, đại khái mình bất an với người đó và mình
muốn người đó coi như là không còn gặp mặt mình nữa, hoặc là muốn người đó xấu gì đó, thì tự nhiên người đó sẽ gặp. Và Vân đã bị mấy lần rồi, tại vì mình còn phàm phu mà, tự nhiên người đó nghi quan cho mình, người đó nói xấu mình, người đó tổn thương mình bực lắm, là tại vì mình không có làm, mình còn phàm phu mà. Sao mình bực quá mình nói chứ tôi không có làm mà nói như vậy. Giống như kinh doanh của Vân cũng vậy, ông Vân nói chứ đã mình đã giúp hỗ trợ hết mình rồi mà còn đi ra ngoài nói xấu mình nữa. Vân nói thì thôi nghỉ mẹ nó cho rồi, mình nhiều lúc mình bực chứ, trời ơi mình là phàm phu, mình đâu có chưa phải Phật mà. Mình nói nếu mà làm không được thì nghỉ cha nó cho rồi đi, chứ ở đó mà nói xấu đầu này đâm đâm đầu thóc thọc đầu gạo gì đó. Đại khái là Vân không có thích như vậy. Tự nhiên người đó không làm được kinh doanh luôn, người đó nghỉ, người đó cố cố gắng cỡ nào cũng không thể thành công kinh doanh, ghê gớm vậy đó. Xong rồi cái có một lần Vân mới hỏi một vị thầy, Vân nói chứ thầy ơi tại sao cái miệng của con ăn mắm muối nói đâu đúng đó vậy thầy. Thầy mới giải thích ra, thầy nói con đừng bao giờ nói nghĩ xấu hay nói xấu ai, hay là phẫn nộ hay bực bội gì ai đó, chỉ cần nghĩ thôi người đó sẽ gặp nạn là tại vì công phu của con có hộ pháp và con có những vong linh bắt đầu hướng thiện, nó sẽ theo con để tu tập. Mà con chỉ cần nghĩ xấu cho ai đó hoặc là nói xấu cho ai đó, người đó coi chừng gặp nạn. Và chính xác Vân đã để ý mấy cái này mấy lần rồi, cho nên từ đó là sao mình rất là sợ, mình không dám nghĩ xấu hay nói xấu cho ai hết, không dám luôn đó. Mặc dù người đó làm tổn thương mình mà mình cũng không dám luôn. Rất là quan trọng cái này nhá, cho nên là tất cả cái gì đều do cái tâm mà ra. Ok, và yes em, nó sẽ có thể theo em. Và nếu như mà em làm cái gì đó nó không có gì lợi ích cho chúng sanh thì coi chừng tác dụng phụ nó sẽ phản ứng lại. Ok. Một câu hỏi cuối cùng trong Facebook Live nhé. Bạn cho mình hỏi mình muốn về chùa cầu siêu cho vong linh thai nhi nhưng mình không nhớ ngày tháng năm mình bỏ, vậy làm thế nào? Không cần phải nhớ, chỉ cần đặt một cái tên, thí dụ như mình họ Nguyễn thì Nguyễn vô danh và sám hối với nó đi, nó theo mình như bóng với hình vậy đó. Nếu nó chưa siêu thì nó sẽ theo mình như bóng với hình, mình nói cái gì nó đều nghe hết nha. Ok rồi, đó là những lời mà Vân muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Và một lần nữa Vân khuyên các bạn nên cố gắng tinh tấn tu tập để mình có thể tìm an lạc trong đời này và giải thoát giác ngộ trong đời sau các bạn nhé. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại thứ sáu tuần sau nhé. Chào tạm biệt, cảm ơn nhiều. Chào cả nhà.